xin giới thiệu ngày chủ nhật tại phố đi bộ Hà Nội nhá. Đây là phố Đinh Tiên Hoàng và đây là Bưu điện Hà Nội. Đó, VNPT Hà Nội. Rất là đông nhá. Ngay lúc này bờ hồ rất là đông. Các bạn trẻ thì đang tham gia các cái câu lạc bộ nhảy. Người ra xem tháp rùa nhá. Đây, tháp rùa Hồ Hoàn Kiếm nhá, tháp rùa Hồ Gươm đấy. Đây là tượng đài Lý Thái Tổ nhá. Go 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 go. Phố Đinh Tiên Hoàng nhá. Còn đây tôi đi lại cho nó gần. Đây là một tí.
Thank you.
tháng.